Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Trong clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi cái hầm ngục mới mà mình đã cập nhật cái map ở trong group Discord rồi. Anh em có thể xem phía dưới phần comment để xem cái map của tuần này. Mới chuyển nhà anh em ơi, nên là quyết định là phải đi hầm ra clip sớm cho anh em luôn. Thì đây mình mới xây xong cái cầu này, cái gọi là cây cầu xuyên sông anh em ơi, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, tuyệt vời không mọi người. À, đây là nhà ốc thú nè. Dạ, không biết là anh em đã dậy chưa, thì nói chung là mình sẽ ra clip vào 7 giờ sáng đi, để anh em coi ai mà đi làm đồ đó thì chưa coi cũng được, còn mấy bạn nào mà đi học đồ đó thì để chiều về coi cũng được nha. Không biết là anh em nào đã đi chưa, thì cái hầm tuần này nó khá là thú vị. Điều thú vị ở đây đó chính là anh em cần phải mang theo giáp cho mình nha. Hiện tại là mình đang mang theo một giáp, bộ giáp tech này để chạy cho nhanh nè, sau đó là hai bộ giáp flash và độ bền nó rất chi là cao luôn, nhưng mà chắc chắn là anh tí nữa anh em sẽ thấy tại sao mình mang cái giáp này. Và shotgun, đạn shotgun thì mình mang nhiều một xíu, tầm 450, nhưng anh em không xài không hết đâu, mình xài đi một lần thấy có 1-200 thôi, nhưng mà cũng vẫn phải cầm anh em ơi, đề phòng. Cây kiếm mình mang theo, cây kiếm thì sát thương ở đây mình đang để là 200%, đúng rồi, 200% sát thương tay và độ tốc độ chạy là 163. Riêng cái phần fortitude ấy mình để là gần 20 luôn anh em ơi, thì anh em nâng cấp làm sao đó mà phù hợp, tại vì hầm tuần này nó có con Chodon xuyên giáp, nỗi sợ của mọi nhà. Không biết là anh em có sợ không chứ mình thì sợ lắm. Đây, ok, bây giờ mình sẽ đi cho anh em xem nha, để xem coi là cái quà tặng tuần này nó là cái gì. Dungeon này, access kia này, access dungeon này. Thì mình đã đi hai lần rồi anh em ơi. Anh sẽ phần quà là cái tech seal, tech generator, tech light và tech rest. Ủa, con Rex tech saddle thì anh em có cái tỷ lệ nhận được cái in con T-Rex tech đó trên đây mình nha. Đây mình sẽ vào luôn ạ. Đi mấy lần thì mình lại quên lượm cái giáp tech anh em ơi. À, cái bản vẽ tech nó làm trong cái phòng của con Chodon cơ. Vậy là bắt buộc anh em phải đi cái phòng con Chodon rồi. Giờ ở đây nếu mà anh em là xem map rồi thì bây giờ chúng ta sẽ di chuyển về phía cái phòng mà mình xuất hiện ở đâu ấy nhờ. Di chuyển về phía trên nhá. Đầu tiên phải di chuyển về phía bên trên trước cái đã. Để mà có thể lấy cái chìa khóa, thì nói chung là mình nghĩ là cái loại hầm này đó anh em chạy hơi bị mệt đó nha. Chìa khóa là nó cũng hơi bị tít tắp luôn đó. Nhưng mà trên này được gặp con Mega Therium khá là khó chịu luôn. Rồi, bên này có hai cái ấn lộn này. Nhưng bên này đúng rồi, bên này có hai cái hòm thì mình sẽ lượm hai hòm trước. Và bật mí cho anh em là mình đã kiếm được cái cách để chạy cái bẫy trông đó rồi nha anh em. Chạy hoàn toàn chắc chắn luôn. Không mất một giọt máu nào trừ khi là bị mất thôi. Nên là mình sẽ ra một cái clip riêng nha, chỉ anh em cái cách chạy cái đó. Iron Skillet, cái chảo. Rồi, và tiến vào đây là cái phòng đầu tiên, thì mình trước khi đó mình ăn một chút súp đi. Súp. Rồi mình sẽ tắt mấy cái này đi tại vì nó hơi lắc đó. Đó, Growing Megatherium thì con này anh em cần phải diệt nhanh nha. Mấy cái con phòng tuần này, cái lý do mà mình kêu anh em mang nhiều giáp cũng là vì mấy cái con quỷ này đó. Trời ơi, nó đánh nó cứ phải là gọi là đau tim luôn. À, quên anh em ơi, cái phòng này thì anh em phải đổi cái bộ giáp lại cho mình, không tí nữa là toàn hết cái giáp tech đó. Không ổn, cực kỳ không ổn. Rồi, nó giọng mình một cái này, ok. May mà mình chỉ bị giọng một cái trước khi mà mình có thể đổi được cái bộ giáp. Mười bảy ca máu. Ui, cái phòng này nó có 4 con anh em ơi. 17 ca máu, con cuối chắc nó phải lên tới 30k đó. Đánh khổ chưa? Khách cuối, ok. Anh em hạn chế đánh cái con này đó, hạn chế là gây sát thương lên nó nhanh nhất có thể nha. Đừng có... Ủa, sai con à. Đừng có chạy đồng vàng vòng nhiều quá. Tại vì chắc chắn là con này nó chạy nhanh hơn anh em rồi đó. Chỉ là anh em diệt nó trong thời gian bao lâu thôi. Không diệt nó nhanh, nó đánh cho một hồi là nát giáp luôn.
Đó, trời, nó chạy lên đầu lên cổ kìa. Phát cuối, ok. 4 đợt, con cuối bao nhiêu máu đây? Nhìn con cuối thử. Ui, 40k máu anh em ơi. Con này anh em mà chạy lòng vòng với nó là xác định là chết đó. Ui, nó nhảy lên đầu mình kìa. Thôi. Đấy, đấy, bắt đầu cứ nhảy. Rồi, lại nhảy lên đầu nữa rồi. Ghét thật sự. Nó cứ chạy sấn sấn ở thế này thì gây sát thương lên người nó rất là khó. Tí nữa anh em xem nhá, đánh xong bốn con này là xem cái độ hụt của giáp mình nó hơi bị kinh khủng. Đó 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 đó, lại bắt đầu chạy lên đầu rồi đó. Nó lỗi nha anh em, cái này là lỗi đó. Cứ mỗi lần mà ra cái hầm ngục như đấy là bắt đầu đi những lần đầu tiên đó là nó sẽ bị lỗi tung trời luôn. Mấy con quỷ này. Rồi, đánh xong rồi. Tuyệt vời. Đây, xem giáp nha anh em. Đó, anh em thấy không? Giáp mình muốn tan nát cuộc đời luôn. Nãy giờ anh em thấy nó đánh mình có bao nhiêu phát đâu, nhưng mà nó đánh đánh mình nãy giờ chắc cũng tầm 10 phát rồi đó, đánh 10 phát mà mất quá trời luôn. Journeyman Metal Shield. Đó là lý do tại sao, một trong những lý do tại sao kêu anh em mang nhiều nhiều giáp vô. Nó chỉ là một lý do thôi nha, còn một lý do nữa. Mà hiện tại thì chưa đi tới cái khu đấy. Journeyman Long Neck. Lên phần trên này thì nó có cái cháp ấy nè, cái cháp siêu nè. Ok nhá, mình sẽ chỉ anh em cái cách chạy mà làm sao đấy mà để không bị đâm nè, nhưng mà mình sẽ ra clip riêng luôn. Anh em nhìn mình chạy là có thể anh em sẽ đoán được đó. Thôi xong rồi, hơi fail anh em ơi. Thôi lại nè, lại nè, lại nè, nãy giờ nhìn không rõ anh em ơi, bây giờ bật đèn lên anh em cần phải nhìn kỹ cái cây trông và cái cây cây rìu. Đó. Đó anh em thấy không? Anh em thấy không? Anh em thấy được cái điều gì không? Mình vừa chạy qua, mình canh làm sao đấy, đáng lẽ là mình đã chạy rồi nhưng mà mình lại khựng lại một chút để mình nhìn, xong rồi đợt sau đó mình mới chạy thì có thể là anh em là tinh mắt có thể nhìn được đó. Thì anh em ráng chú ý hóng clip sau nhé. Tới cái này là cái tường này thì mình chỉ anh em cái cách rồi đó, trên group Discord mình có chỉ rồi, chạy cực kỳ dễ dàng dễ thở luôn. Đợt này là đợt thứ tư này, chắc cú luôn. Đợt thứ năm này không phải, không phải, thôi mình chạy đây. À, có một sự lẫn lộn không hề nhẹ như đợt thứ tư và đợt thứ năm, nhưng mà nó cũng không quá gọi là quá khó để có thể nhận biết nếu mà anh em dành một chút thời gian cho nó. Rồi tiếp tục nè, anh em nhìn nha, nhìn kỹ nha, mình bị lố một nhịp rồi em ơi. Đó, anh em thấy không, nhẹ nhàng tình cảm không? Được cái gì ta, từ từ nhìn lại một xíu coi, được vừa được cái gì nhỉ, được cái bản vẽ nón flash này. Cái chỗ này đó anh em mỗi lần đứng qua anh em sẽ không thấy đường được, tại vì nó có hiện lên cái sương mù đó rất là khó chịu luôn, nên mình khuyên là anh em nên bật những cái đèn lên. Đó, vẫn bị đâm kìa. Nãy là mình hơi ấn hơi nhẹ nhàng một xíu đó anh em, nên là vẫn bị đâm, nhưng mà nếu mà ấn chạy nhanh phát là coi như qua được rồi đó. Tất nhiên là cái yếu tố mà anh em di chuyển nhanh hay chậm nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều luôn. Nhưng cái ở đây mình nói là đó là cái cách mà anh em chạy làm sao mà để không bị đâm đó. À, bật map lên cái nào. Chả biết đang chạy ở đâu rồi. Thì dâu đây là cái phòng loot bình thường thôi. Thì anh em nào đang xem thì có thể bật vào group dự kiếm cái link dưới phần comment đó. Mình có để link của cái rồi, cái mình có để link cái map thì anh em sẽ vào trong cái group Discord của mình. Chứ còn mình không để cái link trên website cho anh em được, nó không có hiển thị được, anh em click vào toàn bị sai không à. Một gentleman chili tay chili. Rồi
Đây là cái phần nhảy mà mình gọi là khó chịu nhất trên đời anh em ơi. Nhảy này anh em mà nhảy từ một phát từ đây qua là thế nào cũng bị cái cây kia nó cái cục kia đập vô đầu à. Thề luôn, mình nhảy mình ngán rồi nên là thôi bây giờ mình sẽ chơi cái cánh rồi. Đây, lắp cái cánh vào cho chắc anh nha. Đó, cứ bay bay như cái cách mình nhảy lava anh em ơi, cái này nó không không khác lava là bao nhiêu đâu. Nên là cứ ủa cái gì vậy? Đầu tiên vậy mình vừa đập vào cái gì đó anh em ơi, nhìn hết cả hồn luôn. Đậu xanh. Đây là cái phòng chìa khóa này anh em. Chạy nãy giờ là tính ra anh em phải chạy hơi bị nhiều đó, đi hơi bị lâu luôn mới tới được cái phòng có chìa khóa. Anh em nào mà sợ đi mấy cái tráp đồ các kiểu đó thì có thể mua chìa khóa luôn cũng được. Đó, cái chìa khóa ở đây nha anh em. Xong thì anh em nhìn vào trong cái map mình để dưới link ở dưới phần comment đó thì anh em cũng thấy được thôi. Nhưng mà thật sự là đi mấy cái này đó anh em, càng ngày mấy cái này nó càng khó. Trước đây thì dễ rồi nhưng bây giờ nó cập chặt lại cái này đi đau tim quá. Thề luôn. Ôi 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 ôi, bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha, trời manh động quá anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ bay qua cái cục kia nè. Anh em cẩn thận cái cục nâng nâng này lên nha. Nhìn nó rất là nguy hiểm luôn đó. Đập mặt như nó là không không ngon lành tí nào. Rồi, qua một cách an toàn tuyệt đối. Rồi bây giờ chúng ta chỉ cần chạy ngược về thôi nên là mình sẽ ưu tiên lắp cái bộ tech vào anh em ơi để chạy cho nhanh đó. Cầm tech vào trong này thì thực sự là chạy cho nhanh thôi chứ còn mấy cái khác thì nó không tác dụng, nó không cao đâu. Mặc dù độ bền là cao thiệt nhưng mà sợ lắm. Nhà nghèo mà anh em. Rồi bây giờ mình trở ngược về cái điểm lúc nãy nè. Để đường đi ngược trở về thì nó khá là an toàn. Không có gì mà cản trở hết, anh em chỉ cần chạy thôi. Lưu ý là khi mà anh em chạy xuống phía dưới này thì cẩn thận cái tráp thôi. Đó cái tráp kìa, chưa gì đã thấy nó rồi. Bước thứ mấy đây nhỉ? Ok, này bước thứ nhẹ nhàng bước thứ tư hả? Đó bước thứ năm nè. À và cái khựng khựng đó là cái bước thứ năm mới đúng. Rồi bước đầu này, bước thứ hai là chạy nè. Pew! Tuyệt vời. Chạy xuống đây. Đó, hy vọng là không có thanh niên nào đang đi trong này, không là mình chạy mình không để ý là toang đó anh em ơi. Đây đúng không nhỉ? Rồi, đây là cái phòng mà nãy anh em đi vô nè. Thì cái khúc vừa nãy là cái khúc mà chúng ta đi kiếm cái chìa khóa. Còn bây giờ thì anh em sẽ đi qua đây thêm một lần nhảy nữa nha anh em. Anh em nào nhảy cái này đi hết sức cẩn thận vào. Cái phần quà nó cho cái gì? Ù được thịt này, ăn miếng thịt đi. Trời, ok, lắp cái cánh vào. Anh em cứ chậm mà chắc nha, đi mấy cái này nhanh là nguy hiểm lắm. Ủa lắp cánh chưa ta? Ôi chưa lắp cánh thì may quá. May mà mình để ý chứ không không lắp cánh mà bay bay như đúng rồi, qua bên kia là đi đó. Chạy đến cái cục này. He he. Rồi cái này nó đi lên đúng không? Sau nó đi lên, sau nó đi xuống. Ui, may quá, suýt nữa thì trượt. Hey yo, qua rồi. Và trước mặt chúng ta là một cái lý do thứ hai khiến cho mình phải khuyên anh em là nên mang hai bộ vào lắc nè. Lý do thứ hai đó. Thì thôi chắc là mình mang nguyên bộ mới luôn đi cho anh em thấy cái sức tàn phá khủng khiếp của nó. Đổi luôn cái mũ nè. Rồi. Tạm ổn anh em ơi. Giờ chúng ta sẽ vào cái phòng thứ hai, phòng của thằng Tezi. Thì cái đánh Tezi này đó mình cũng có một cái cách làm sao đó là để mấy cái con này nó cắn đánh anh em mà không gây đỡ mất giáp hơn. Thì đây anh em sẽ cứ đi lùi liên tục cho mình. Anh em có thể cảm nhận là lâu lâu nó vẫn đánh trúng anh em đó, nhưng mà anh em cứ đi lùi theo cái kiểu mà hình vòng cung đó thì đỡ hơn nha. Thực ra nó đánh thì nó đánh vẫn trúng thôi, không hiểu sao mình di chuyển hơi chậm. Nhưng mà anh em cứ lùi liên tục cho mình, đừng bao giờ. Anh em chạy cũng được nha, nhưng chạy mấy cái con này thì thực sự là nó tốn thời gian đó. Mình muốn đi con mấy con này nhanh một xíu. Còn đương nhiên là anh em cứ chạy một hụt xong rồi anh em bắt đầu quay lại bắn nó một phát thì cũng được thôi.
mình cũng gọi là mất máu hơi nhiều, nhưng mà thôi bây giờ chạy đi. Mất công anh em bảo mình đúng là chơi bờ rồ mà cứ để nhận sát thương hoài, mất công. Nhưng mà đi thế này thì nó lâu hơn rất nhiều nhá. Đó, nó cứ đánh chạy tới xong rồi mình lại chạy qua đầu bên kia thì biết khi nào tụi nó mới đánh trúng được. Nhưng mà ngược lại thì cái phòng này anh em đi lâu hơn. Còn anh em muốn kiểu muốn hy sinh chút giáp thì cũng được. Thực ra là giáp này sửa nó cũng không tốn bao nhiêu hết. Mày. Thôi nó khôn chưa? Nó thấy đồng đội nó bị giết cái nó xong rồi nó quay đầu lên nha anh em. Ủa con này còn phun máu à? Hơi sai. Vẫn ăn thêm một hit nữa. Nhưng mà cái cách đó là vậy, còn riêng mình thì mình muốn chơi chạy cối với mấy con này luôn nha anh em. Nên là mình cứ đi lùi lùi xong mình bắn vậy nè. Còn anh em mà muốn chạy cũng được. Nếu mà anh em muốn chạy như vậy thì anh em không cần phải mang nhiều giáp đâu. Chỉ có con Megatherium là nó đánh mất nhiều thôi. Còn con Thezi này anh em chạy không ấy, thì cũng không mất bao nhiêu hết. Còn một đợt nữa ta. Này 3 đợt, 12 con thì phải. Nào ra, ra đây nào các em. Này mà ước gì có cái súng nào mạnh hơn nha. Thì ôi nó ấn vô cây kiếm luôn ạ. Ước gì có cái súng nào mạnh hơn để có thể giết cái lũ này nhanh hơn anh em ơi. Chứ càng ngày thấy hầm càng khó mà vũ khí nó không được cải thiện gì hết. Mấy khẩu cái này là shotgun gần maximum damage rồi mà bắn như vậy thì thôi đấy. Ê trời, mình nhảy vào đầu nó luôn kìa. Rồi, phòng Thezi đã xong. Và nãy giờ anh em thấy là mình không đánh trúng bao nhiêu phát đúng không? Nhưng mà nhìn vào cái giáp của mình nè, thấy nó trừ đều dễ thương không? Còn có 40% thôi. Rất là đáng sợ luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên. Đây là cánh cổng nha anh em. Đây là vị trí cánh cửa nè. Anh em nhìn map thì có thể thấy được. Một cái hòm, hòm gì đây? Được 5 cái tên gây mê. Qua bên kia thì không có gì hết. Nên mình sẽ chạy tới phòng tiếp theo là phòng của con Turbo Beelzebub. Beelzebubflo chứ nhỉ. Thôi kệ đi. Nào ra đây mấy em. Ui chạy nhanh vậy. Đúng là hàng Turbo có khác anh em ơi. Bắn rồi chạy là gọi là không thấy trời trăng mây gió gì đâu hết luôn đó. Hơi mù mắt một xíu thôi, mình lấy kiếm mình chém đi. Mấy con này nó thực sự là máu nó yếu đó, mình để 200% sát thương tay thì chém cái một thôi à. Thực ra chém hai cái. Nhưng mấy con này nó cứ chạy lên tan tin mình chả thấy nó đâu để mà chém nữa. Phòng này có 4 đợt. Anh em không cần phải sợ nó mà chạy đâu nhá. Mấy cái phòng của cái con Turbo như thế này đó thì nó chạy rất là nhanh, anh em chạy không lại nó đâu. Thật luôn. Mà anh em có chạy lại đó thì cũng chả có thời gian để mà giết nó, nên là thôi cứ chạy cố luôn. Ủa đâu rồi? Thà mình đứng mình giết cho nhanh đi còn đỡ hơn là chơi lâu lâu á, Turbo nó lên lại mất công. Đó, anh em thấy nhẹ nhàng tình cảm không? À mà mấy con ớt này đó thì anh em lại không nuôi được anh em ơi. Mình thử nuôi mà quên mất. À, không biết là ớt này nó không nuôi được nên là bỏ qua cho ước mộng nuôi con ếch chỉ số cao cao để nghịch. Rồi cực kỳ dễ dàng, Turbo tăng lên không bao nhiêu hết. Nhưng mà giáp thì nó lại tiếp tục giảm xuống. Mình sẽ vứt bớt mấy cái này đi, vứt bớt mấy cái thịt tinh tan tinh đi. Ui còn cái thịt này nè, ăn cho hết đi nhờ. Rock on. Tuyệt vời. Phòng tiếp theo mà chúng ta cần chạy là bây giờ có hai đường nha. Anh em có thể chạy xuống phía dưới này là đánh cái con thực ra là cũng khá sợ đó anh em ơi. Chạy xuống phía dưới bên dưới này là đánh cái con Chodon xuyên giáp đó. Nhưng mình phải ăn một chút stimulant vào cái đã để có thể giảm Turbo xuống mức thấp nhất, uống nước vào. Chơi bộ xuyên giáp nha, thì cái cách đánh mình đã chỉ anh em rồi nhưng mà không biết là có chơi nữa không, thôi chơi luôn đi. Rồi
cho đôn xuyên giáp nè. Anh em chơi thì hết sức cẩn thận nha. Ui, lắc rồi. Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Ui, 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 ui. Ôi, lắc quá. Cái gì đang xảy ra vậy? Trời, mình còn không chạy được anh em ơi. Đó, phải cứ phải lạng qua thế này cho tụi nó đỡ ấy. Ui, chà. Quá đau tim anh em ạ. Rồi, đợt tiếp theo ra được kìa. Phải ráng chạy nhanh nhanh một xíu. Ôi, vẫn bị cắn ạ. Thì mình đang uống cái súp vào đó anh em. Cái súp mà xanh xanh trên cái thanh 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 chỉ số đó thì mình sẽ không bao giờ bị nó gây tổ bo đâu. Nên là anh em đừng có thắc mắc tại sao nha. Mình đang không thấy gì hết anh em ơi. Đang chạy chạy cối quá nè. Đó, anh em phải liên tục đảo hướng nha. Đừng bao giờ đứng đứng thẳng một hướng vì mấy con này nó sẽ la vào người anh em. Mình cũng chả thấy gì nữa nên anh em thông cảm. Rồi, đợt 2 xong rồi đó. Này nó có 4 đợt đó. Ủa, đúng rồi. Đợt 3 nó ra rồi nè. Anh em cứ phải chạy cối xoay lưng tan lưng cho mình. Nhưng mà anh em xoay làm sao nha, để nó không có nhảy thẳng vào anh em được nha. Ví dụ như đây nè. Đó, nó nhảy kìa. Nó nhảy sai là nó chết. Mà anh em nhảy sai là anh em chết đó. Nhưng mà cái phòng này bắt buộc phải đi thì mới có đồ tech nha anh em. Ui, nó nhảy sổ vào người mình kìa. Sai phết nhờ. Kinh khủng thiệt. Đây, mình cứ phải đang chạy đồng vào. Ui, sao con nào nó cứ... Con này nó... Sao mà nó chạy thẳng vào người mà nó cắn được nhờ, đậu xanh nhờ nó. Kinh khủng thiệt. Rồi đó anh em, xong rồi đó. Xong rồi, đậu xanh rồi đó. Thì phải ráng giết nó nhanh, không là anh em phải xài tốt nữa. Em mấy con này chơi, mấy con này chạy cối khổ quá. Cho đôn lấy cái ngọc về chơi không. Lấy một cái đi. Rồi, đây là cái đồ tech nha anh em. Coi được cái gì nè. Được cái tech shield này. Wow. Tech shield đồ cùi rồi. Trời, sao không cho cái in con T-Rex nha. Xong, cái hầm khó nhất trên đời. Thề với anh em mình chơi này mình khổ sở cực kỳ. Và phòng tiếp theo đó chính là phòng con Delden và con Bego Master. Delden này thì chắc chém đi. Rồi sao mé mấy con này nó cướp hết đồ của mình rồi anh em ạ. Mày. À quên mất anh em ơi, thực sự là cái con Delden này nó hơi trâu đó. Nên mình phải bắt buộc là mình phải bắn chết nó thôi. Máu nó 40 mấy k kìa. Trời, nó còn nhảy sổ vào người mình nữa chứ. Sao mình thấy đi đi anh em ạ? Cái gì ta? Sao chạy đi đi ấy nhờ? Không hiểu kiểu gì luôn. Heo à, mày chạy chậm chậm lại một xíu. Này gọi là bị, nó là bị lắc hậu lỗi hiển thị này. Đậu xanh nó cứ lao thẳng vào người mình thế thì sao mình bắn nó được. Chưa kể nó còn chạy nhanh hơn mình nữa chứ, đậu xanh. Sai trái thật sự. Chết đi heo. Rồi, sau khi mà anh em giết con heo đó thì anh em bây giờ phải chú ý cẩn thận những cái con Bego Master này. Vì nãy mình có một con mà nó chôm đồ của mình đó. Mình không biết là nó đâu mất tiêu rồi anh em ơi. Không biết là có lấy được cái đống stimulant không hay là lại mất luôn. Hai con này là mình không thấy cầm rồi nè. Hay là... À mà cái con này nè anh em, con nào lấy được đồ của mình đó thì nó sẽ chạy nè. Anh em để ý là, ủa nó không cầm à? Không cầm thôi. Mấy con này lâu lâu kiểu nó bị lỗi hiển thị đó. Nó ăn cắp của mình sao? À đúng rồi, nó cầm cái stimulant này, hên quá. Mày chơi được lắm Bego Master. Mày hả con? Không chém được xác nó luôn. Thôi xác nó bị lắc vô trong tường rồi. Đây là cái hòm mà hòm VIP này. Được cái gì đây? Được cái... Trời ơi, được cái Gigantopithecus Drug. Cái gọi là cái gì nhờ? Cái thảm da của con Gigantopithecus gì đấy. Rồi bây giờ mình trở lại đi đánh những cái phòng khác anh em ơi.
Thì đó, thì đây là cái phòng mà có cái đồ Tết nha. Anh em bắt buộc phải đối mặt với con Chodron xuyên giáp. Nhưng anh em không đối mặt cũng được thì anh em không có được lấy được cái đồ Tết thôi. Nhưng mình nghĩ là nếu mà anh em đã có đủ bản vẽ Tết cần thiết rồi đó thì không nên đi vào trong đó nha. Tại vì đi trong đó là tỷ lệ chết cực kỳ cao luôn. Đây là phòng của con... À, phòng con Cano anh em ơi. Phòng Cano. Ê, yo. Hello man. Anh em thấy không? Mỗi lần mà đi hầm đầu tiên đó, anh em nhìn mấy cái này, trời nó ứa máu thật sự luôn. Đây mình bật cái góc nhìn thứ nhất cho anh em xem này. Ủa, góc nhìn thứ ba này, đấy, anh em nhìn nó chạy kìa. Cho nó còn đứng lên trên trời cho được nữa thì mình cũng cũng ạ luôn ạ. À. Không hiểu là game kiểu gì. Đậu xanh kìa, nó chạy kìa, ui ui ui. Không hiểu kiểu gì. Chạy vậy là mình không bắn được nha anh em, nhìn khó chịu lắm. Rồi, nó phá được cái giáp của mình rồi. Con này may đó, thì may mà mình mang hai bộ giáp nha anh em, không là cũng ăn hành no với nó rồi đó. Con này thì anh em thấy rồi đó, nó chạy rất là nhanh nên là cái tỷ lệ mà anh em chạy đua với nó là không được nha. Mình cũng muốn chạy đua nó lắm chứ, nhưng mà nó chạy như thế kia thì chạy thế nào lại nó được đấy. Thôi bây giờ mình sẽ ráng giết nó luôn đấy. Giáp mình thì hỏng gần hết luôn rồi. Bắn còn không trúng cơ mà, tại vì nó chạy nhanh quá. Nó chạy lên đầu, lên cổ thế kia, sao bắn trúng được. Ôi, chết đi con quỷ. Mẹ, giết cái con này thôi mà nát hết bộ giáp anh em ạ. Còn những con khác nữa đâu nhỉ, mấy con combine thì phải. Đây, một bầy combine. Con cuối. Pew. Ok, xong nha. Thì ok, nãy giờ đi như vậy là khoan. Mình đang ở may quá anh em ơi. Nãy đang là giáp thường nó hình mình mặc giáp tech nó bắn cho nó đánh nát cho đúng là khóc luôn. Ủa, đây. Đó thì lại mang hai bộ giáp, giờ nó chỉ còn một nửa thôi, một nửa cứ một bộ giáp thôi. Quá kinh khủng, quá tàn khốc. À, trước khi mà chúng ta đi tới cái phòng con Cano này thì trên này nó có cái đồ loot anh em ơi. Chúng ta phải loot khu bên trên này nữa. Quên, suýt nữa thì quên. Trên này nó cũng có ba cái hòm đó. Chạy lên thì nhanh thôi. Đường chạy lên thì nó khá là gọi là nó quang vắng, không có bẫy gì hết. Chỉ có trước cái hòm kia thì nó có được một cái bẫy trông thôi. Nó không đáng lo cho lắm. Mình sẽ uống tí máu lên này. Không, tí nữa qua kia nó chọc cho một hai chọc cho chết luôn đó. Thằng nào nhắn tin đây? Ông anh họ đậu xanh. Ông nghe này chắc ông đấm chết. Ok nha, đây là cái hòm thứ hai, còn hòm cuối được cái bản vẽ Pike Pike, không đáng thơm tí nào, không ngon tí nào. Rồi tiếp theo là một cái bẫy trông nữa. Bây giờ tiếp tục này, anh em nào tinh mắt là nhìn ra ngay luôn. Mình sẽ bật đèn cho anh em xem luôn là biết được cái kỹ thuật luôn. Đó, anh em thấy không? Ui sao mình chạy chậm quá nè. Đậu xanh cứ mỗi lần chỉ anh em cái gì đó mà nó hấp dẫn là bắt đầu lại đi fail sấp mặt, fail không thể tưởng tượng được. Lại nha. Bậy quá. Thà mà không chỉ mình chạy một lượt đi cho xong thì nhìn nó là dễ hiểu hơn. Ui tốc độ lại. Trời ơi tốc độ kìa. Không hiểu kiểu gì, màn hình nóng quá rồi hay sao ấy. Chạy lại nha, quyết tâm phải chạy cho bằng được để mất công anh em chê cười. Ôi, đi hơi sai, quả đấy là hơi sớm.
Đấy, thấy chưa? Cứ phải đi đi sai xong đi lại xong đi sai xong đi lại, nhưng mà cái đó ra nè, nhìn kỹ lại nha. Dân chơi nhìn phát là biết ngay đi kiểu gì liền. Nhưng mà thôi mình sâu nhiều cho anh em quá đi, clip mà mình chỉ anh em cái clip liên mình chỉ anh em thì anh em lại trả thêm coi. Buồn lắm. Chạy về cái phòng con cano lúc nãy nào. Không biết là anh em đi cái này thì chết được bao nhiêu lần, chứ mình đi là nếu thực sự chắc cũng chết khá khá đó. Nãy đi thì nhảy hụt cái bẫy, mà bẫy giống cái bẫy lava đấy, cực kỳ đau đớn. Để mình xem, ủa đâu rồi, cái map rồi. Lên tới đây thì nó lại chỉ còn mà. Rồi lên tới đây chỉ còn cái rung cuối thôi anh em ơi. Bây giờ mình sẽ lên đây mình rút cái hòm đột xịt. Chả biết là nó hiện hiện thì nó hiện là đồ xịn đấy, nhưng mà không biết là lên trên đấy thì có nhặt được đồ xịn hay không, hay là đồ cùi đây. Xem nào, xem sau bao lâu, sau bao nhiêu cố gắng thì chúng ta sẽ nhận được cái bản vẽ gì. Trời ơi, cái bản vẽ áo tàng hình, ủa cái bản vẽ quần tàng hình, không bỏ công tí nào. Nhưng mà mình nghĩ là cái hòm đó thì sẽ nhận được, anh em có thể nhận được vòng vàng thì phải, tại nó là hòm đồ ngon mà. Rồi chỉ còn hai hòm nữa thôi, hòm này và hòm sau nữa thôi là chúng ta có thể đến đến cái phòng Otter và di chuyển thẳng tới giết con boss luôn. Đi lâu thì đó anh em, không biết là anh em coi thì thế nào, chứ mình thấy nãy giờ mình đi hơi bị lâu rồi đó. Tất nhiên là lúc khi mà tự chạy thì sẽ bỏ qua một số phòng, nhưng mà đi hết như thế này thì nó rất là mệt luôn. Xong, bây giờ chúng ta sẽ tiến tới cái phòng Otter. Otter. Bang, con Otter. Thì cái dòng chữ nó ghi ở phòng của Otter là Armor Effectiveness Reduced, có nghĩa là cái độ hiệu quả của giáp anh em nó bị giảm đó, mình nghĩ là giảm 50% thì phải. Nhưng con này nó sẽ, thực ra mấy con này cắn nó có đau đâu. À mấy con này máu yếu này, chém được. Bang bang bùm bùm bang. Thà giảm giáp đi còn đỡ, chứ nó xóa luôn cái hiệu ứng giáp thì chơi cực kỳ khó. Anh em là, à mấy con Doctor này hình như là không không có tam được anh em ơi. Không có ngọc để mà tam, tại vì mình thấy là nó chết xong rồi nó bị mất luôn rồi. Khoan, đây nó có cái không được anh em ơi, không nút sao, ủa nút được này. Nhưng mà xác nó bay đi đâu ấy, bay xa lắm. Mình còn chả thấy được cái xác. À, đây 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 có cái xác, có cái xác, có cái xác. Có ngọc luôn. Ok. Nhưng mà cái xác nó bay thì khá là xa đó. Ok rồi, game lỗi vãi đó. Xác bay đi đâu mất tiêu. Nó bay tít sang bên này nè, anh em thấy không? Trời xa thật sự luôn. Otter này không biết có đẻ được không nhỉ? Hình như là đẻ được đó. Thì anh em nào có hứng nuôi Otter thì nuôi một bầy về cho quàng lên cổ chơi. Đó thì xong cái phòng Otter rồi. Sau bao nhiêu cực khổ thì phòng Otter nó là dễ tới không tưởng. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi đánh con boss và kết thúc cái hầm ngục ngày hôm nay. Và may mắn hơn rất 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 nhiều là cảm ơn anh em đã ủng hộ, là nãy giờ đi thì không bị chết lần nào. Đó là cái điều may mắn nhất trên đời. Rồi chúng ta đi đánh cái con boss thôi, hy vọng là gặp thôi, bỏ đi, cứ tưởng là gặp con nó tích cơ. Thì đánh cái con boss này đó, anh em chạy cổ cho mình, anh em chui xuống dưới đít nó đó. Đây nè, bây giờ mình sẽ dạy anh em, đừng từ lúc đầu vô thì đừng có tới trực diện nó nha. Mà thôi nó kéo rồi thì tới luôn đi, chui xuống cái đít của nó nè. Đó, anh em cứ chui theo nó cho mình. Con này á, thì nó sẽ quay đầu rất là chậm luôn. Nó không quay đầu được anh em ơi, nên là mình sẽ dí thẳng luôn.
Chả hiểu sao cái tốc độ nó đang bị đì đây. Chém luôn. Đó. Ráng làm sao đó anh em. Thì anh em chui xuống cái bụng nó cho mình. Mà nó toàn chạy thôi. Biết là anh em đánh boss thì con boss nó có đuổi theo anh em không. Chứ mình đi đánh boss là mấy con mình cứ toàn phải đuổi mấy con boss thôi. Chả hiểu kiểu gì luôn. Kiểu a à, thì ra là thằng ông lão gaming nó vào nó đánh boss nữa anh em ơi. Thôi tao chạy trước đây. Đấy anh em thấy không? Nãy giờ nó toàn chạy không à. Nó có đánh mình đâu. Đừng có chạy nữa. Đứng trực diện đi nào. Như một người đàn ông nào. À không, con này là con female anh em ơi. Nó là như một người phụ nữ đi nào. Rồi. Lại chạy. Quá buồn, quá buồn. Nãy giờ chém hơi lâu đấy. Tại vì nó có đánh mình đâu anh em ơi. Nó toàn chạy thôi à. Làm sao đấy mà nó đứng yên một chỗ cho mình đánh. Hoặc là nó đánh mình đó thì còn nhanh, chứ còn đây trời đứng chém nãy giờ mà cứ một ca máu hơi cay rồi đấy. Thôi bắn chết nó luôn, chắc có trường nhanh hơn đó. Dí bắn luôn 20k này. À mà trước khi mà anh em giết nó xong thì anh em nên bật cái weekly dungeon lên nha. Và cái phần nhiệm vụ này, kiếm cái phần weekly dungeon mà bật nó lên đó. Thì khi sau khi mà anh em giết con boss xong đó, anh em sẽ nhận được nhiều quà hơn. 10k, 7k, 4k, 1k, hết đạn. Bang, một phát nữa thôi anh ơi, một phát nữa thôi. Xong nha. Giờ phải giết thêm mấy cái con ruồi muỗi đâu các kiểu nữa. Rồi nó bay cả đàn đây này. Piu 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 piu. Xong. Hoàn thành nhiệm ngục anh em. Bây giờ mình sẽ về nha. Thì anh em về giường luôn. Đó anh em thấy không? Hai cái giường như hai cái quan tài này. Đậu xanh, không hiểu tại sao mình đã xây nó gần nhau luôn à. Mỗi lần thức dậy lại bắt đầu nhìn lỡ mà bên kia có đứa nào đang nằm bên bên này chắc là bất tỉnh luôn nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại thì mình đã bị mất một bộ giáp. Thực sự luôn. Và bộ thứ hai thì nó cũng sắp tàn. Bộ đồ tech thì mình không xài, mình chỉ xài để chạy thôi nên không sao. Còn mấy cái đồ mình lượm được này. Bị ke yếu này, giáp titin này, thêm một cái bike nữa này, yên của con megatherium, một cái khiên thép, bộ đồ cỏ thì chắc được, bộ đồ cỏ chắc cũng tạm được đó, cái nón thì thôi giữ lại cũng được, con yên con Belzbublo, một cái long neck khá là yếu và một cái metal shield, này cũng chẳng ai xài đâu. Đó thì anh em thấy là cái chuyến đi hầm ngục này sao, có khó không ạ? Nhưng mình thấy rất là khó luôn. Thì anh em có cái cách nào đó mà có thể giết con Chodron xuyên giáp mà dễ hơn thì có thể comment phía dưới video cho mình. Và đừng quên là like, subscribe và share nha anh em. Share đi đâu không biết nhưng đừng share lung tung, có chuẩn bị người ta ban đấy. Và chào tạm biệt tất cả anh em và chúc anh em một ngày mới rất là tốt lành và có thể đi được cái hầm ngục này một cách nhẹ nhàng và dễ chịu nhất. Bye bye.